Mask is secure. Should you assist children or fellow passengers? Trong khoang khách có các cửa thoát hiểm ở phía trước, ở giữa và phía sau. Tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu lối thoát hiểm. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. In the cabin, there are emergency exits on the aircraft at the front, center and the rear. The exit light signs located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật. The finest detail, luxury, defined by me now. Thẻ kỳ nghỉ Crystal Holidays, cả thế giới là nhà. Nơi hội tụ nụ cười. Lên luôn.